Lời khuyên dành cho 12 con giáp trong năm nhâm dần 2022 Cho dù chúng ta có hy vọng hay lo lắng về năm tam tai, năm tuổi, năm sùng thái tuế hay năm hạn thì vấn đề luôn tồn tại và sẽ phải xảy ra Nhưng hãy luôn tin rằng mỗi lần chúng ta vượt qua một vấn đề là chúng ta sẽ trưởng thành và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Một tuổi Tý tài chính có một số căng thẳng liên quan đến tiền bạc phải tính toán nhiều, không nên ra quyết định đầu tư vội vàng, cần quản trị tốt rủi ro. Sự nghiệp không nên mạo hiểm trong năm 2022 này, cần phải lập kế hoạch một cách cẩn thận và chuẩn bị nền tảng vững chắc mối quan hệ hãy nhớ trong một mối quan hệ cần sự tương tác của hai người không nên đổ lỗi hoặc bi kịch hóa tình cảm và cảm xúc của mình sức khỏe kiểm soát sự nóng nảy cẩn thận té ngã tai nạn nhỏ đối với tuổi tý có nhiều các tin sao tốt không có nghĩa mình sẽ có một năm thật hoành tráng và tương tự có nhiều sao xấu không có nghĩa là mình sẽ có một năm tồi tệ hoặc đáng sợ. Hành động và tư duy sẽ tạo ra kết quả. Những năng lượng của các tin hay hung tin chỉ là bản đồ dẫn đường cho mình thôi. Lý do phải mở đầu như vậy vì năm nhâm dần 2022 đối với tuổi tý không có sao tích cực tuy nhiên không phải cuộc đời mình chỉ toàn điều xấu mà mình cần hiểu để sử dụng năng lượng cho chính xác đầu tiên phải nói đến sự xuất hiện của sao thiên cẩu một sao có thể đem đến những năng lượng căng cực gây chấn thương cho cơ thể tuy nhiên sao này không hề gây nguy hiểm cho tính mạng nên đừng quá lo lắng sao này ở thời xưa có thể đem đến chấn thương từ vũ khí kiếm, giáo. Thời này cần cẩn thận khi vào bếp, đi đứng, qua quẹt vào các vật sắc nhọn. Và đương nhiên, tuyệt đối không nên tham gia những trò chơi mang tính mạo hiểm cao. Sự xuất hiện của sao Dương Nhận cũng là một năng lượng mà chúng ta cần chú ý rất nhiều. Dương Nhận mang đến tranh cãi, kiện tụng, đấu tranh. Nếu bạn là người thường xuyên làm việc với giấy tờ, hãy cẩn thận những việc liên quan đến pháp lý. Nếu công việc của bạn phức tạp, hãy cẩn thận có thể xảy ra những kiện tụng. Sao dương nhận khắc tài tinh, do đó về tài chính cần phải cực kỳ cẩn trọng và cần nhắc đủ tất cả các mặt khi quyết định đặt tiền để đầu tư vào điều gì đó. Kiểm soát chi tiêu phải giữ một khoản tiền để phòng ngừa khi có việc cấp bách xảy ra. Sao dương nhận là một sao mang năng lượng của chấn thương và sức khỏe, cẩn thận khi tham gia chơi thể thao và tập thể dục. Cuối cùng, sao tai sát, người xưa thể hiện tai sát là tai nạn đến từ những thảm họa tự nhiên hoặc gây ra bởi thiên nhiên. Có sự xuất hiện của sao này không có nghĩa là chúng ta sẽ mất mạng hay chắc chắn bị mất mạng. Tuy nhiên, cần phải cẩn trọng khi di chuyển hoặc trong bối cảnh dịch bệnh hiện tại. Nâng cao ý thức bảo vệ bản thân mình là điều mà các bạn có con giáp tuổi tí cần phải đặc biệt cẩn thận. Tuổi tí năm 2022, điều mà chúng ta cần cân nhắc và quan tâm nhất đó chính là sức khỏe và cơ thể. Giữ cho mình an toàn, xây dựng nền tảng thể lực, sức khỏe cũng như nền tảng chính sự nghiệp tốt. Hãy nhớ, một cái cây để vươn cao hơn thì bộ rễ phải vững vàng. Năm nhâm dần 2022 là một năm mà người tuổi Tý cần chậm lại một chút để củng cố lại bộ rễ của mình. Khi bộ rễ vững chắc, không còn vấn đề gì mà chúng ta không vượt qua được. Hãy đợi gì nữa nào, bắt tay ngay vào việc lập kế hoạch cho sức khỏe, tài chính và sự nghiệp của bản thân. 2. Tuổi sủ Tài chính Nhiều cơ hội gia tăng tài chính và tạo ra những nguồn thu ổn định, có khả năng tạo ra nguồn tài chính thịnh vượng từ việc mở rộng các mối quan hệ. Sự nghiệp Phù hợp cho việc mở rộng và phát triển sự nghiệp Tuy nhiên, mục tiêu phải gắn liền với thực tế và phù hợp với nguồn lực mà mình đang có. Mối quan hệ, nhiều cơ hội trong mối quan hệ nếu bạn đang cô đơn, tuy nhiên đừng vội lao vào một mối quan hệ nào đó chỉ vì bị thúc đẩy mà hãy quan sát tình cảm của mình. Sức khỏe, miễn dịch kém, dễ bị bệnh và cảm lạnh cần có sự kết nối với thiên nhiên tự nhiên để cân bằng cơ thể và cảm xúc. Năm nhâm dần 2022 đối với người tuổi sửu có 3 các tinh và 4 hung tinh. Điều này có nghĩa rằng bên cạnh những cơ hội luôn ẩn tan những vấn đề mà chúng ta cần phải hết sức cẩn trọng và cần xem xét bản thân mình. Nguồn lực của mình trước khi hành động hoặc ra quyết định tuy nhiên nếu tập trung tận dụng những nguồn lực tích cực năm 2022 sẽ là một năm quanh tráng của người tuổi sửu hồng loan tin đây là một sao mang tính đào hoa khá tốt đối với những ai đang cô đơn sau này cũng thể hiện sự lãng mạn và tình cảm gắn kết nếu hiểu cách sử dụng những ai đã có gia đình hoặc trong một mối quan hệ tình cảm có thể làm mối quan hệ trở nên sâu sắc hơn hãy cùng tạo ra nhiều sự trải nghiệm cùng nhau như đi du lịch cùng nhau làm việc nhà hoặc tạo sự lãng mạn trong mối quan hệ hồng loan cũng giúp cho chúng ta trở nên thu hút và dễ được chú ý được yêu mến hơn trong mối quan hệ xã hội nếu chúng ta làm ngành dịch vụ, có thể sử dụng năng lượng của Hồng Loan để thu hút khách hàng. Nếu ai đang làm trong lĩnh vực truyền thông, giải trí, đây là cơ hội để có thêm nhiều follow và fan. Sao Hồng Loan cực kỳ phù hợp khi kết hợp với sao Kim Dư. Nhiều cơ hội tài chính đến từ việc mở rộng các mối quan hệ và hợp tác bộ sau này cũng sẽ làm tăng chất lượng cuộc sống của người tuổi sửu trong năm 2022. Tuy nhiên, cẩn thận trong việc chi tiêu cho sự hưởng thụ quá nhiều, hãy thực tế với sự lựa chọn của mình. Kim Dư Tinh giúp cho chúng ta có thể mở rộng và phát triển tài chính, nguồn thu cũng như sự nghiệp. Tuy nhiên, Kim Dư vẫn mang năng lượng khá an toàn, do đó chỉ đặt những mục tiêu thực tế với khả năng và những gì mà chúng ta đang có, không nên mạo hiểm hoặc vay mượn để đầu tư. Việc này sẽ đem đến những rủi ro lớn cho các bạn, không những trong năm 2022 mà có thể kéo dài đến năm 2023. Một trong những sao mà con giáp tuổi sửu có mặt đó là sao thiên y Sao này không những giúp cho chúng ta vượt qua những vấn đề liên quan đến sức khỏe mà còn giúp cho người tuổi sủ phục hồi nhanh nếu có chấn thương hoặc vấn đề liên quan đến tinh thần tuyệt vời hơn nữa sao thiên y có thể làm cho chúng ta mạnh mẽ hơn giúp cho người tuổi sủ vượt qua được những khó khăn dễ dàng hơn mở hàng cho các sao tiêu cực nhắc đến là sao bệnh phù tinh sau này mang đến sức khỏe kém dễ bệnh cảm đau nhức dị ứng thời tiết ngộ độc thực phẩm tuy nhiên đối với người tuổi sửu cũng mang trong mình sao thiên y do đó bệnh tật có thể vượt qua dễ dàng hơn tuy nhiên không phải vì vậy mà chúng ta có thể ỷ lại vào sao thiên y hãy rèn luyện cơ thể chăm sóc sức khỏe từ những thói quen nhỏ để hạn chế bệnh tật sao quả tú mang ý nghĩa của sự cô đơn và bất ổn về mặt cảm xúc cho dù xung quanh của người tuổi sửu có rất nhiều người hay đang trong một cuộc vui bạn cũng cảm thấy cô đơn sao quả tú kết hợp với hồng loan rất dễ làm cho bạn lao vào một mối quan hệ khi chưa rõ ràng cảm xúc của mình hãy cẩn trọng việc này vì tình cảm là câu chuyện lâu dài đừng chữa lành bản thân bằng một mối quan hệ có nguy cơ đem đến một tổn thương khác sao mạch việc dễ mang đến những suy nghĩ tiêu cực hoặc chỉnh vào một niềm tin nào đó mà niềm tin đó sẽ giới hạn bản thân rất nhiều khi gặp một vấn đề nhỏ người tuổi Sửu dễ xa đà vào việc thất vọng bản thân hoặc nghĩ rằng mình không thể thành công với việc này. Điều này sẽ làm cho tinh thần của người tuổi sủ bị suy sụp và ngày càng khó vực dậy. Hãy nhớ thất bại là một bài học và nếu như mình có phạm sai lầm thì đó chỉ là cái lỗi không phải là cái tội. Mà lỗi thì chúng ta hãy đứng dậy và thay đổi điều đó. Cuối cùng, thiên sát tinh đem đến nhiều sự chậm trễ trì trệ hoặc sự thất vọng hãy cẩn thận đừng cho ai mượn tiền đừng đặt kỳ vọng hoặc mục tiêu quá lớn vượt ngoài khả năng của mình đặt những mục tiêu ngắn hạn và cẩn trọng với từng bước đi của mình người tuổi sủ cần học cách có sự kiên nhẫn khi có những việc không nằm trong sự kiểm soát của mình đôi khi phải chờ đợi là hạnh phúc hay sự việc xảy ra chậm lại để chúng ta có thể né tránh một vấn đề bự hơn. Quan trọng nhất đối với người tuổi sửu trong năm nhâm dần 2022 chính là làm chủ được cảm xúc và tinh thần của bản thân. Khi có việc gì xảy ra, đừng đổ lỗi và quay vào trong bản thân mình để xem mình cần học bài học gì và mình cần phải làm gì khi người tuổi sủ làm chủ được cảm xúc và tinh thần của mình những vấn đề khác sẽ được giải quyết một cách triệt để thiền định chữa lành tâm linh tâm lý nghệ thuật có thể là những chủ đề bộ môn có thể giúp cho tinh thần các bạn mạnh mẽ và cải thiện lên rất nhiều ba tuổi dần tài chính thu nhập tăng tiêu xài cũng tăng có thể gặp vấn đề tài chính ngắn hạn cẩn trọng trong chi tiêu sự nghiệp nỗ lực sẽ được đền đáp xứng đáng cẩn thận tranh cãi thị phi mối quan hệ thiếu cân bằng giữa công việc và mối quan hệ cảm xúc không ổn định sức khỏe cẩn thận chấn thương đối với vật sắc nhọn cẩn thận sụp nguồn và căng thẳng quá mức Năm nhâm dần 2022, người tuổi dần sẽ được ưu ái đưa lên đầu. Nhưng đừng vội hoang mang khi nghe con giáp này mang hai sao tích cực và sáu sao tiêu cực. Nghe có vẻ đáng sợ, nhưng hãy xem đây là một năm mà mình có nhiều thứ phải chinh phục hơn, mang nhiều trách nhiệm hơn và đương nhiên sự trưởng thành cũng sẽ nhanh hơn. Sao Văn Sương đem đến cho người tuổi dân khá nhiều hiểu khả năng hiểu và xử lý những thông tin phức tạp và cũng sẽ là một chìa khóa giúp cho các bạn có thể xoay sở khi gặp việc khó khăn có thể tận dụng năng lượng của sau này để học thêm một bộ môn nào đó hoặc để khám phá một thị trường ngành nghề nào mới các kỹ năng cũng có thể cải thiện nếu như các bạn muốn Hãy tận dụng sau này để phát triển bản thân cho sự nghiệp của mình. Sau tuổi giá cũng sẽ giúp cho người tuổi dân dễ dàng có những mối quan hệ xịn xò, gặp gỡ nhiều quý nhân, thu hút nhiều sự hỗ trợ. Nếu có thể mở rộng mối quan hệ hợp tác hay học hỏi từ bất cứ ai, đừng bỏ qua những cơ hội này nhé. Vì đây sẽ là một trong những điều có thể giúp cho các bạn mở rộng con đường dẫn đến mục tiêu của mình. Quan trọng nhất, hãy đến với người khác bằng sự chân thành. Chân thành muốn học hỏi, chân thành muốn làm việc cùng họ, chứ không phải chỉ để thỏa mãn những mong muốn cá nhân. Mặt khác, vì năm 2022 là năm dần, nên các bạn tuổi dần cũng sẽ hơi bị hành vì sao thái tuế Thoái tế làm cho năng lượng trở nên nặng nề và đem nhiều biến động cũng như sự cố đến với người tuổi dân. Mục đích là để chúng ta thay đổi bản thân, giúp bản thân trưởng thành hơn, buộc chúng ta phải đối mặt và trở nên to lớn hơn so với vấn đề đó và rồi bản thân lại trở thành một phiên bản xịn sò so hơn. Do đó hãy luôn sẵn sàng trong sự thay đổi, hãy để bản thân có thể thích nghi với mọi tình huống. Sau những khó khăn, chắc chắn là cơ hội và nỗ lực sẽ được đền đáp xứng đáng. Sao kiếm phong là một sao tiêu cực thể hiện chấn thương cho vật sắc nhọn hoặc cho sự bất cẩn của bản thân. Cẩn thận khi đi xe, di chuyển và hạn chế những trò chơi mang tính mạo hiểm cao. Sao phục nghi và chỉ bối là hai sao mang năng lượng tiêu cực thể hiện những thị phi hoặc tranh cãi với những người xung quanh bên cạnh đó sao chỉ bói thể hiện cho những điều xảy ra sau lưng mình cần thiết phải rạch ròi trong mọi việc ký kết hợp đồng hợp tác ngay cả với bạn bè thân thiết sao phi đầu một lần nữa thể hiện khả năng có thể có những chấn thương hoặc vấn đề liên quan đến sức khỏe phi đầu thường mang đến những sự bất ngờ, do đó bạn cần dành thời gian để nghỉ ngơi, phục hồi và tái tạo năng lượng. Nếu không, bạn sẽ dễ rơi vào tình trạng sụp nguồn. Bên cạnh đó, nếu sao phi đầu, trong lá số bị tác động tiêu cực. Chúng ta sẽ phải nhận một tin không hay, không vui hoặc bất ngờ liên quan tới công việc hoặc người thân của mình và cuối cùng là sao để sát, hãy luôn chuẩn bị kế hoạch dự phòng cho mọi dự định của chúng ta và đừng nản trí. nếu sai thì làm lại với nguồn năng lượng mới và kinh nghiệm mới, chúng ta sẽ luôn có cách để đi đến mục tiêu của bản thân. Tóm lại, trong năm 2022, những người tuổi dần cần phải chuẩn bị cho mình một tinh thần thép, cái đầu lành, trái tim nóng và khả năng thích nghi tốt. Hãy nhớ vấn đề xảy ra là một bài học, là một cột mốc mà chúng ta cần phải chinh phục chứ không phải do cuộc đời muốn vui dập mình. Hãy cố gắng sẽ được đền đáp xứng đáng. Hành động của bản thân sẽ quyết định số phận của mình chứ không phải con dân quyết định số phận của mình. 4. Tuổi mão Tài chính có nhiều cơ hội gia tăng về mặt tài chính trong công việc. Tuy nhiên, luôn cần có sự tỉnh táo hoặc một người hướng dẫn cố vấn tài chính chuyên nghiệp, không nên đầu tư vì ham vui hoặc bị lôi kéo. Sự nghiệp Có thể có sự thăng tiến trong công việc nếu có chủ đích hoặc có sự thay đổi trong công việc, một công việc với vị trí trách nhiệm cao hơn và nhiều sự thú vị hơn. Mối quan hệ nếu đang cô đơn sẽ có nhiều cơ hội trong tình cảm. Khi đã trong một mối quan hệ có thể gặp những drama, tranh cãi không đáng có. Sức khỏe, cảm nhẹ, lạc vật không đáng kể. Trong năm 2022, đối với người tuổi mẫu có 3 các tinh và 4 hung tinh. Thiên ất tinh một sao đem tới cho chúng ta cần phải gặp những quý nhân đem đến cho chúng ta những sự hỗ trợ về mặt kiến thức tư duy những người khai sản và giúp chúng ta giải quyết được rất nhiều vấn đề sau này đem đến những sự hỗ trợ vào lúc chúng ta cần thiết nhất và giảm rất nhiều áp lực trong những vấn đề nếu như có con giáp tuổi mão ở trụ tháng có thể tận dụng năng lượng để bắt đầu xây dựng một con đường sự nghiệp mới, thay đổi công việc. Và nhớ đừng ngại hợp tác với người khác hoặc kêu gọi sự giúp đỡ khi cần thiết. Quý nhân tinh lại là một các tinh liên quan tới quý nhân. Trong năm nhâm dần 2022, người tuổi mạo sẽ có cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều người cho chúng ta những chìa khóa rất quan trọng. Hãy tận dụng những mối quan hệ xung quanh mình và mở rộng mối quan hệ trong năm nay. Quý nhân tinh giúp cho nhiều việc diễn ra suôn sẻ, do đó đây là một sao cực kỳ phù hợp để tin tưởng vào quyết định của bản thân và là thời điểm đứng lên để thực hiện mục tiêu của mình. Thái Dương Tinh là một sao cực kỳ đẹp cho sự nghiệp, thể hiện sự thăng tiến, tỏa sáng cho dù bạn đang làm cho người khác hay đang sở hữu công ty của bản thân. Đây là thời điểm nên có một chút liêu lĩnh, đi với sự tính toán và có nhiều sự nỗ lực. Hành động thực hiện những mong muốn của mình là cách tận dụng sao Thái Dương một cách tốt nhất. Bên cạnh đó, ngoài việc nhận sự giúp đỡ của người khác từ thiên ức và quý nhân tinh, chúng ta nên mở rộng bản thân để giúp đỡ những người xung quanh những người chúng ta giúp đỡ rất có thể trở thành quý nhân của chúng ta vào một ngày không xa sao tiêu cực đầu tiên là hàm trì đây là một sao đào hoa tiêu cực sẽ tăng sức hút của bản thân có nhiều sự ngưỡng mộ tạo sức thu hút hóa học và thu hút thải xác đương nhiên sẽ không có vấn đề nếu bạn đang cô đơn nhưng nếu bạn đang trong một mối quan hệ hay đã kết hôn, sao hàm trì đặc biệt rắc rối khi mang tới những sự ngưỡng mộ, đầy tỉnh manh động và những sự thu hút sát thịt. Cần phải giữ mình tạo khoảng cách nếu không muốn dính vào drama hay đối mặt với những ghen tuông căng thẳng trong mối quan hệ tình cảm. Sự xuất hiện của thiên không tinh theo năm 2022 này sẽ tạo ra sự mệt mỏi nhất. Chúng ta có ba các tinh cực kỳ đẹp nhưng còn rất nhiều sự hỗ trợ và nỗ lực của các bạn. Và thiên không tinh này lại cho chúng ta trở nên chán trường thiếu hành động. Tuy có nhiều lý tưởng và ý tưởng, nhưng thực hiện nó sẽ là một điều rất khó. Cảm thấy năng lượng bị trì trệ, không muốn làm việc, cũng không muốn gặp ai. Cho dù khi đã thực hiện, chỉ cần sai sót một lần hay thất bại nhỏ đã làm cho mình nạn trí vô cùng. Do đó hãy tự cân bằng cảm xúc của bản thân, ngừng suy nghĩ và cần phải hành động ngay khi có một ý tưởng nảy lên trong đầu. Về sức khỏe, cẩn thận tăng cân, mất ngủ, những bệnh tái phát từ thói quen sinh hoạt không lành mạnh của mình, do sao hối khí niên sát tin có thể tạo ra tình huống bất ngờ. Tuy có sao Thái Dương làm nhẹ các vấn đề, nhưng những vấn đề bất ngờ vẫn sẽ trầm cho chúng ta có một chút khó chịu, bực bội và cảm giác chán nản. Trong khi sự thật thì sự việc không hề nghiêm trọng đến mức như vậy đâu. Tóm lại, trong năm nhâm dần 2022, đối với người tuổi mão nên nhớ... Đừng bao giờ nói với bản thân là mình chắc chưa sẵn sàng, vì sự thật là chẳng ai thật sự sẵn sàng cả. Cứ đi rồi con đường sẽ mở ra. Nếu người tuổi mão trong năm 2022 nỗ lực hết mình đưa ra vào sự kỷ luật chắc chắn, thì năm 2022 người tuổi mão sẽ có một năm siêu hoành tráng. Tuổi thân, tài chính, có khả năng tích lũy và gia tăng nguồn thu nhập chú ý đến những chuyển hướng và thay đổi tư duy cần thiết sẵn sàng bước vào những thị trường hoặc cách thức làm việc mới sẽ mở ra nhiều cơ hội về tài chính cho bạn sự nghiệp có rất nhiều cơ hội mới mẻ trong sự nghiệp tuy nhiên trước khi ra quyết định cần xác định rõ mục tiêu của mình để không bị bế tắc trước những sự lựa chọn mối quan hệ cẩn thận những hiểu lầm, tranh cãi hoặc thiếu tin tưởng. Sức khỏe, cẩn thận dị ứng, bệnh về da thịt. Năm nhâm dần 2022, đừng hoảng hốt. Bạn là người con giáp tuổi thân, sẽ có tới năm sao xấu và không có sao tốt nào. Nhưng đừng lo lắng, sẽ luôn có ánh sáng ở cuối con đường hầm. Sao đầu tiên đó là tàn môn. Với năng lượng của sao này đặc biệt chú ý tới sức khỏe cũng như những người lớn tuổi trong gia đình hoặc những người thường có sức khỏe kém. Cẩn thận tối đa dẫn họ đi kiểm tra định kỳ và chú ý tới sinh hoạt của họ kỹ càng hơn. Tàn môn mang năng lượng của sự lo lắng, sợ hãi bạn sẽ có cảm giác mình luôn trong trạng thái bồn chồn lo xa nghĩ ngợi và nhiều nỗi sợ hơn những năm khác hãy nhớ sợ hãi chỉ là cảm giác khi vượt qua được sự sợ hãi và sợ hãi của mình chúng ta sẽ tự do hơn trong tâm trí và nhiều sức mạnh hơn để thực hiện những mục tiêu nhưng cũng đừng bỏ qua những giác quan hãy cẩn trọng trong tất cả những quyết định của mình sự xuất hiện của sao Bảo Vi sẽ đem đến nhiều sự tranh cãi, xung đột, hiểu lầm, thậm chí là thị phi trong năm 2022. Hãy nhớ chỉ nói với những gì cần nói, kiểm soát giao tiếp và ngôn ngữ của bản thân. Không nói khi nóng giận. Những gì bạn nói có thể là con dao hai lưỡi làm tổn hại chính mình. Bên cạnh đó cẩn thận thất thoát, mất đồ, hư hao đồ, tốn tiền do sự bất cẩn của mình hoặc từ những hành động khi nóng vội của bản thân. Thiên khóc lại là một sao nhân rộng thêm sự lo lắng của bạn. Người tuổi thân năm 2022 sẽ đặc biệt nhạy cảm, đôi khi yếu đuối hoặc đôi khi lại quá mạnh mẽ, phản ứng lại với lời nói và hành động của người khác một cách bất chấp. Thiên khóc tinh đi cùng với cách giác tinh có thể sẽ buộc bạn phải đối mặt với một số nỗi sợ hãi của mình, đối mặt với chính cảm xúc của mình để có thể thấu hiểu và giải quyết nó. Sau đó chúng ta mới thật sự có thể bước qua một giai đoạn mới của cuộc đời. Nếu có khó khăn hay sợ hãi, đừng chạy trốn. Năm 2022 là thời điểm cực kỳ thích hợp để dọn dẹp hết sự sợ dây trói chân bạn từ rất lâu rồi và cuối cùng là âm sát tinh. Đừng hiểu lầm, âm sát là những sát khí từ người âm. Không phải đâu, âm sát thứ nhất thể hiện sự nguy hiểm tiềm ẩn, những vấn đề do chúng ta không cân nhắc bản thân, không lường trước được. Bên cạnh đó, âm sát còn làm cho cảm xúc của chúng ta trở nên thất thường, thiếu kiên nhẫn và rất dễ chìm đắm vào những suy nghĩ lo sợ của bản thân. Tuy nói là nhiều sao tiêu cực, nhưng đa phần những năng lượng này xuất hiện từ bên trong và nó đã luôn tiềm ẩn ngấm ngầm trong cuộc sống của mình. Chỉ là năng lượng năm 2022 là thời điểm khởi nguồn những vấn đề để chúng ta phải đối mặt và giải quyết mà thôi. Hãy kiên nhẫn cũng như can đảm để đối mặt hết với những thách thức sắp tới. Vì để bay cao hơn, chúng ta cần phải cắt đứt sợi dây trói chân chúng ta, xác định rõ mục tiêu và khi cơ hội đến, hãy nắm bắt và quyết định thật rõ ràng. Đừng bỏ lỡ những cơ hội chỉ vì sợ hãi của bản thân đấy nhé. Tuổi tỵ Tài chính Không kiểm soát tốt tiền bạc, cẩn thận khi ra quyết định đầu tư về tài chính có khả năng kiếm tiền nhiều nhưng lại không kiểm soát hoặc hoạch định tài chính tốt. Sự nghiệp Cẩn thận thị phi tranh cãi Nhận thị trường ở xa, nước ngoài hoặc công việc cần di chuyển nhiều, đặc biệt phù hợp với người tuổi tỵ. Mối quan hệ Nếu đang cô đơn có thể tìm được mối quan hệ khá đồng điệu với mình, nếu đã có gia đình hoặc có người yêu có thể tìm thấy những điểm chung hoặc cùng chỉ hướng với nhau. Sức khỏe, cẩn thận, bệnh về, bao tử Năm nhâm dần 2022, đối với người tuổi tỵ sẽ có 7 hung tinh và 3 các tinh. Nhưng đừng lo lắng nếu như có thể sử dụng đúng cách, đủ để gánh tim trong năm 2022. Một trong những sao mạnh về tiền tài xịn nhất đó là Ngọc Đường Tinh đã thuộc về đối với người tuổi tỵ Năng lượng của sao này mang tài lộc đến từ kiến thức và giá trị của bản thân. Bên cạnh đó, người tuổi tỵ sẽ luôn có những sự hỗ trợ và giúp sức từ những người xung quanh khi bạn cần. Ngọc Đường Tinh hỗ trợ mạnh mẽ cho những đầu tư vào bất động sản hoặc những đầu tư an toàn và dài hạn Tuy nhiên, Ngọc Đường là sao liên quan đến kiến thức. Khi bước vào bất cứ lĩnh vực nào, kiến thức sẽ là chìa khóa quan trọng nhất. Nếu như bạn bước vào thị trường để cầu may, năng lượng này hoàn toàn không thể hỗ trợ cho bạn. Do đó, trang bị kiến thức về tài chính và lĩnh vực mà bạn sắp đầu tư sẽ giúp cho bạn gia tăng tài sản của mình. Và nhớ là đừng ngại học hỏi nhờ sự giúp đỡ từ những người xung quanh đấy nhé. Thái âm tinh lại là một các tinh hỗ trợ rất nhiều về thông tin và kiến thức, dường như không thể có bí mật nào có thể làm khó được bạn trong giai đoạn này. Thái âm sẽ kích hoạt sức mạnh, sự can đảm và quyền lực khi bạn chủ động gia tăng kiến thức và thông tin cho mình. Ngoài ra đây cũng là một sao thể hiện sự giúp sức đến từ những người phụ nữ xung quanh mình. Thái âm cũng thể hiện khả năng xây dựng sức ảnh hưởng cũng như sự nổi tiếng, nhưng không bằng sự hào nhõn bên ngoài mà đến từ sự hiểu biết của bản thân. Sao tích cực cuối cùng và cũng là một trong những sao xịn nhất đó là Thái ất quý nhân. Với sao này cho dù bạn có nhiều sao tiêu cực, Thái ất đủ khả năng gánh tim cho những năng lượng đó bởi vì một trong những ảnh hưởng tốt nhất của sau này đó là giảm nhẹ và hóa giải các tiêu cực nhất định. Bên cạnh đó thể hiện bạn luôn có sự phù trợ từ những người xung quanh. Nếu đi tìm kiến thức cho bạn, có thể tìm thấy một người thầy có tâm nhất. Trong công việc bạn có thể làm việc với những người giỏi giang hoặc được sự hỗ trợ từ những người xung quanh. Bên cạnh đó, Thái Ất có khả năng kích hoạt con đường tâm linh và khai sáng trí tuệ. Nếu như bạn đang bước đi trên con đường này, đây quả là một năm tuyệt vời để khai mở các bí mật của vũ trụ. Bây giờ hãy thở đều để tìm hiểu xem năng lượng tiêu cực của người tuổi Tỵ sẽ phải xử lý là những năng lượng nào nhé. Đầu tiên là những suy nghĩ tiêu cực, cảm thấy cô đơn, tách biệt, không có sự thấu hiểu và tự tạo ra căng thẳng cho mình. Những điều này là do tác động của sao cô thân. Bạn dễ chìm đóng trong những tiêu cực mà bỏ qua những diễn biến tích cực đang xảy ra. Bạn dễ dàng đổ lỗi cho hoàn cảnh và quá nhạy cảm với những người xung quanh. Với những năng lượng này cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Bạn sẽ khỏa lấp cảm xúc tiêu cực bằng ăn uống và nghỉ ngơi không điều độ dẫn đến sức khỏe có sức đề kháng suy giảm do đó hãy đừng xa đà vào những cảm xúc xấu hãy hành động tập thể dục và ngủ uống lành mạnh để cân bằng cuộc sống của bản thân Sao phong thư là một sao tạo ra năng lượng bất cẩn và khó tập trung. Đừng ngạc nhiên khi thấy bản thân mình hay quên trước quanh sau, quên chia phá xe, thẻ xe, quên mất mình cần phải làm gì, vân vân. Những bất cẩn cũng rất dễ tạo ra chấn thương hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Hãy tập trung xây dựng tính kỷ luật và ghi chép lại những điều quan trọng để hạn chế tác động của sao phong thân nhé. Quảng sách là một trong những sao tiêu cực người tuổi tỵ đặc biệt chú ý tới năng lượng này làm cho con giáp này dễ bị cuốn theo những lời khuyên lời kêu gọi lời dụ dỗ tiêu cực hãy luôn cẩn trọng với những lời dụ dỗ ngọt ngào hãy luôn trang bị cho mình kiến thức và đầy đủ thông tin để phân tích tình huống bên cạnh đó quán sách cũng mang tới nhiều thị phi lời ra tiếng vào và vì năng lượng của bạn sẽ dễ đi vào con đường tiêu cực nên bạn sẽ dễ chìm đóng trong những đau khổ và tự che trách bản thân mình. Hãy kiếm một người bạn thật sự để đồng hành và sẵn sàng giúp bạn tỉnh táo và can đảm bước ra khỏi những tiêu cực đó. Sao tiêu cực thứ tư trong bảy sao tiêu cực đó là câu dạo, là sao dễ làm cho bạn bị rối loạn khó ra quyết định và dựa dẫm vào lời khuyên xung quanh. Năng lượng sau này cũng khơi gợi lại những tổn thương cũ, những vấn đề tiềm ẩn để bạn phải đối mặt. Do vậy, một cách giúp bạn hạn chế những việc này là bạn nếu cảm thấy có vấn đề nào đó vẫn luôn tồn tại, hãy chủ động giải quyết nó trước khi nó làm phiền đến mình. Cẩn trọng đối với những vấn đề pháp lý, giấy tờ vi phạm giao thông, tranh cãi đánh nhau phản bội do năng lượng của Tam Hình và Lục Hại. Năng lượng của hai sao này cũng sẽ làm hại bạn với những xung đột với người nhà, vợ, chồng hoặc tạo nên sự phản bội từ những người bạn tin tưởng và yêu quý nhất. Sống xa nhà, lập nghiệp phương xa, đưa mình đến những nơi năng lượng mới là một trong những cách hóa giải năng lượng xung đột này. Và cuối cùng là Tuế Hình cẩn thận với sức khỏe của mình, cẩn thận với trấn thương. Hạn chế tham gia những chuyến đi mang tính mạo hiểm hoặc làm việc quá sức mình. Năm 2022, đối với người tuổi tỵ nên nhớ, đừng để những điều không hay ảnh hưởng tới những điều mà bạn có thể đạt được. Hiểu về năng lượng sẽ giúp cho chúng ta điều chỉnh và cẩn trọng hơn trong quyết định của mình. Bên cạnh đó, khai thác những năng lượng tích cực sẽ giúp cho chúng ta tiến xa hơn và phá bỏ những rào cản tiêu cực trong cuộc sống. Tuổi ngọ Tài chính Nhiều may mắn về tài chính, các kế hoạch dường như đều có thể hoàn thành. Sự nghiệp Cơ hội phát triển sự nghiệp mạnh mẽ, có khả năng mở rộng kinh doanh hoặc sự nghiệp Càng tự thách thức bản thân càng có nhiều cơ hội hơn. Mối quan hệ, mối quan hệ không quá tốt hoặc quá xấu, năng lượng của người tuổi ngọ dường như dồn cho công việc nhiều hơn. Sức khỏe, nhiều lo lắng, rụng tóc, phụ nữ cần cẩn thận các vấn đề về nội tiết. Năm nhâm dần 2022, sau khi trải qua 2 năm sung và hại năm 2022 này là cơ hội để dồn hết năng lượng vào mục tiêu của bản thân. Được đánh giá là con giáp tốt thứ tư trong năm 2022. Hãy cố gắng hành động để hoàn thành ước mơ của mình. Tiền, tình cảm, sự nghiệp và thành công không ở trên đời rơi xuống. Đó là kết quả từ mồ hôi, nước mắt và những sự nỗ lực không ngừng nghỉ Năm 2022, những sự cố gắng của người tuổi Ngọ sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Năm nhâm dần, người tuổi Ngọ sẽ có bốn sao tích cực và năm sao tiêu cực. Những nguồn năng lượng tiêu cực dường như sẽ trở thành nhiên liệu cho sự thành công của các bạn, đừng ngần ngại đối mặt với khó khăn, thử thách càng lớn, phần thưởng càng to. Tài chính là một trong những khía cạnh xịn nhất đối với người tuổi ngọ trong năm nhâm dần. Cực kỳ nhiều cơ hội để gia tăng tài chính, mở rộng nguồn thu nhập. Do tác động của sao kim quỷ, chỉ cần chăm chỉ, đào tạo, kho tiền chắc chắn sẽ mở ra với bạn. Nếu bạn đang có kế hoạch đổi việc hoặc nhận lãnh một trách nhiệm cao hơn trong công việc, hãy hành động ngay nhé tất cả sẽ có những thử thách nhưng xin nhắc lại thử thách càng lớn phần thưởng càng to hãy tự tin bỏ bớt những sự nghi ngờ và phân tích sang một bên để thật sự hành động cho mục tiêu của mình bên cạnh gia tăng tài chính đương nhiên sự nghiệp của người tuổi ngọ cũng cực kỳ có nhiều cơ hội thăng tiến sao tam đài sẽ tăng khả năng thăng chức của các bạn nếu như người tuổi ngọ không ngại trách nhiệm, sẵn sàng đảm nhận những khó khăn thì chắc chắn bạn sẽ có được sự tôn trọng và nâng cao địa vị bản thân trong mắt người khác. Đối với ai đang theo đuổi sự nổi tiếng xây dựng hình ảnh, sao tam đài chắc chắn giúp cho con giáp này khẳng định được thương hiệu cá nhân của bản thân mình. Sao đường phù lại là một sao tích cực hỗ trợ cho sự phát triển hình ảnh và danh tiếng. Bên cạnh đó, sao đường phù còn giúp cho chúng ta có đủ năng lực và năng lượng để đương đầu với những khó khăn. Sao này giúp cho chúng ta tăng thêm những khao khát, niềm tin và hành động để có thể thực hiện hóa những điều mình mong muốn. Bạn chỉ cần tự kỷ luật với bản thân, chắc chắn ước mơ sẽ nằm trong tầm tay. Cuối cùng trong danh sách các tên là sao tưởng tin. Tưởng tin giúp gia tăng sự tín nhiệm của bạn ở người khác. Nếu như bạn đang trong là một nhà lãnh đạo hay chịu trách nhiệm dẫn dắt nhiều người, tướng tên sẽ giúp cho bạn mở rộng tầm nhìn để có quyết định chính xác và cũng dễ dàng lấy được sự tôn trọng của mọi người. Với năng lượng của sau ngày, khi bạn trao đi sự chân thành, bạn sẽ nhận được những sự hỗ trợ, giúp sức và sự trung thành của những người xung quanh. Thuyền to thì sống lớn, để có thể vươn xa khỏi vòng an toàn của bản thân. Người tuổi ngọ chắc chắn cũng sẽ đối mặt với một số vấn đề to lớn hơn. Tất cả những vấn đề này đều có thể giảm nhẹ hoặc hạn chế nếu chúng ta cẩn thận và tìm hiểu thông tin thật kỹ càng. Sao quan phù sẽ làm cho bạn phải đối mặt với những vấn đề liên quan đến giấy tờ, pháp lý hoặc thuế hãy cẩn thận với những khía cạnh này. Cẩn trọng vào chi tiết sẽ giúp bạn giảm nhẹ những vấn đề nặng nề có thể xảy ra. Trong năm 2022, vì tác động của ngũ quỷ, bạn có thể trở nên khá nóng nảy, thiếu bình tĩnh và dễ dính vào những tranh chấp, thậm chí đánh nhau. Hãy giải quyết mọi việc nhẹ nhàng để có thể tránh làm tổn thương đến bản thân mình và người khác bên cạnh đó đừng nên đưa ra những quyết định khi đang căng thẳng hoặc giận dữ nếu không sau này rất có thể bạn phải hối hận vì những quyết định lúc nóng giận của mình về mặt sức khỏe do có sự tác động của phi nhẫn phi phù và niên phù rất dễ gặp phải những tai nạn té ngã chấn thương bên cạnh đó có thể có tiểu phẫu hoặc dính vào những tranh chấp không cần thiết phi phù còn có thể làm cho bạn ra những quyết định sai lầm và đem tới những vấn đề pháp lý, thậm chí thất thoát một khoản lớn liên quan tới tài chính. Niên phù đem đến những vấn đề bất ngờ, không hề nằm trong dự tính của bạn, do đó những điều mà bạn cần làm là tìm hiểu thông tin thật kỹ, cẩn trọng và cân nhắc trước mọi quyết định của mình để tránh những mất mát không đáng có. Tóm lại, năm 2022, đối với người tuổi ngọ, hãy cẩn thận với những sự cảm dỗ đánh vào lòng tham của mình để tránh những sự mất mát đáng tiếc xảy ra. Tuổi mùi, tài chính, nhiều cơ hội gia tăng thu nhập nhờ vào hợp tác hoặc từ các mối quan hệ. Sự nghiệp, đừng nghĩ tới việc đổi việc trong năm nay, hãy nghĩ đến việc nâng cấp bản thân, nâng cấp các kỹ năng của mình. Mối quan hệ có cơ hội trong tình yêu hoặc phát triển mối quan hệ thêm khẳng khích. Sức khỏe, cẩn thận chỉ ứng thời tiết. Năm 2022 này, người tuổi mùi sẽ có 4 các tinh và 3 hung tinh. Thiên hỷ tinh là sao tích cực đầu tiên mà người tuổi mùi phải đón nhận không hưởng chủ yếu vào bất kỳ khía cạnh nào, chỉ đơn giản bạn sẽ nhận được nhiều tin vui trong năm nhâm dần 2022 này. Thiên hỷ còn mang nhiều sự may mắn, đặc biệt liên quan tới các mối quan hệ. Sau này mở ra cơ hội khá tốt đối với các bạn tuổi mùi đang cô đơn. Đối với những ai đã có gia đình, thời điểm khá tốt để có thể thấu hiểu nhau và giúp cho mối quan hệ trở nên gắn kết hơn. Những mối quan hệ hợp tác cũng sẽ có lợi dưới sự tác động của thiên hỷ tinh. Hãy cân nhắc hợp tác khi bạn cảm thấy phù hợp. Đối với sự nghiệp, môi có cực kỳ nhiều cơ hội để thăng tiến. Những ai đang sở hữu kinh doanh hoặc doanh nghiệp riêng cũng sẽ có nhiều cơ hội lớn để mở rộng sự nghiệp của mình. Sao quốc ẩn đem tới những cơ hội thăng tiến, gia tăng sự tín nhiệm cũng như địa vị trong môi trường làm việc của mình. Tuy nhiên, sao Quốc ấn gắn liền với nhiều trách nhiệm to lớn. Bạn cần có sự can đảm mạnh mẽ và kỷ luật để có thể duy trì địa vị mà mình đạt được. Nguyệt Đức Tinh là một trong những sao mà có khả năng giảm nhẹ những vấn đề. Bên cạnh đó, khi bạn gặp bế tắc hoặc khó khăn, thì luôn có sự hỗ trợ quan trọng. Bạn có khả năng và bản lĩnh để giải quyết bất cứ rào cản nào xảy đến với mình. Do đó, trong bản kế hoạch của người tuổi môi, đừng quên những vấn đề cần được giải quyết và lập kế hoạch chi tiết, cách thức cũng như thời hạn để dọn dẹp những điều đó ra khỏi cuộc sống của mình. Phan án tinh là một trong những sao có thể thúc đẩy năng lượng, đem lại sự tích cực khi di chuyển đi xa bên cạnh đó năng lượng sau này còn hỗ trợ cho những mong muốn mở rộng, mở rộng kiến thức, mở rộng doanh nghiệp, mở rộng mối quan hệ. Lưu ý sau này chỉ hỗ trợ cho những ai có năng lượng năng động, chủ động và hành động. Nếu bạn chỉ nghĩ mà không làm, phàn án sẽ không hỗ trợ cho bạn đâu nha. Sao tiêu cực đầu của người tuổi mùi đó là tiểu hào, đúng như tên gọi của nó bạn sẽ chi tiêu nhiều vào những điều không cần thiết, những chi tiêu nhỏ vặt, nhân tổng kết lại nó sẽ là một sự phung phí lớn. Hãy sử dụng tiền cõi thức và chuyển hướng tiểu hao thành những đầu tư có lợi ích cho bản thân trong tương lai. Sao tử phù mang tới các vấn đề liên quan đến sức khỏe. Lưu ý không phải tử phù vì có chữ tử nên bạn sẽ chết đau nhạt tự phù sẽ khơi gợi những bệnh tiềm mẫn, những năng lượng bế tắc trong cơ thể. Đây là khoảng thời gian mà người tuổi mùi cần phải cực kỳ chú ý tới thói quen sinh hoạt và cơ thể vật lý của mình, đặc biệt chú ý tới hệ hô hấp và hệ thống tiêu hóa. Quỳnh phiên tinh cũng là một sao mang tới sự ảnh hưởng tiêu cực cho cơ thể vật lý và sức khỏe không những vậy sau này còn tạo ra khá nhiều những vấn đề rào cản nho nhỏ trên con đường hướng đến mục tiêu của bạn cẩn thận nhận bất đồng quan điểm với những người xung quanh sau này không mang tới những vấn đề to lớn nhưng cũng làm cho chúng ta mất thời gian và năng lượng để giải quyết chúng nên ngay từ đầu khi bắt tay vào việc gì hãy thận trọng và chú ý những chi tiết nhỏ nếu có thể tìm hiểu năng lượng của 12 con giáp. Không phải để chúng ta lo sợ và chấp nhận nó, hiểu những năng lượng này sẽ giúp chúng ta lên kế hoạch tốt hơn cũng như chuẩn bị cho các sự kiện sẽ tới với chúng ta, không rơi vào thế bị động. Hãy khai thác hết những năng lượng tích cực và chú ý hạn chế năng lượng tiêu cực. Đừng cố gắng tránh né vấn đề mà nếu được hãy trưởng thành từ những vấn đề này nhé tuổi thân, tài chính, nhiều vấn đề liên quan tới tiền, cẩn thận mất tiền, do ra quyết định sai và chi tiêu quá mức có thể kiếm tiền từ online hoặc kết hợp đầu tư những dự án lâu dài. Sự nghiệp Tốt trong việc phát triển những ngành nghề liên quan đến online hoặc đa quốc gia, nhiều trách nhiệm và áp lực. Mối quan hệ, nhiều xung đột, tranh cãi và căng thẳng. Sức khỏe, thiếu ngủ và nhiều vấn đề cảm xúc. Năm nhâm dần 2022 đối với người tuổi thân, theo dân gian là mê tín thường được xem là con giáp không được hên cho lắm. Bởi vì thuộc nhóm tử hành xung với con giáp người tuổi thân. Với số các tên và hung tên cân bằng với nhau, nhiều cơ hội đang xen vấn đề, nhưng các bạn luôn có thể ra quyết định chọn lựa để nâng cao chất lượng cuộc sống của mình trong năm 2022. Bằng cách hiểu nguồn năng lượng bên trong và năng lượng bên ngoài tác động với mình như thế nào, chúng ta luôn có thể điều chỉnh và lựa chọn và khai thác nguồn năng lượng phù hợp nhất với bản thân để có một năm 2022 hoành tráng. Thiên Mã Tinh hỗ trợ cho các nguồn năng lượng mang tính năng động, chuyển động nếu bạn đang có dư dự định đi xa để học hoặc mở rộng sự nghiệp thì đây là thời điểm cực kỳ thích hợp để thực hiện dự định này bên cạnh đó thiên mã còn hỗ trợ các ngành nghề liên quan tới nền tảng internet kinh doanh online kinh doanh đa quốc gia hoặc trên các kênh mạng hãy luôn nhớ từ khóa của sau này chính là năng động và nguồn năng lượng dồi dào, hãy hành động ra quyết định nhanh chóng, bạn sẽ có một kết quả viên mãn trong năm nhâm dần. Đối với người tuổi thân còn có cơ hội phát triển danh tiếng và hình ảnh của mình. Đừng ngạc nhiên khi bỗng nhiên một ngày bạn sẽ có nhiều người biết đến trên nền tảng mạng xã hội. Sự tác động của bác tọa tinh sẽ giúp cho những ai đang theo đuổi con đường danh tiếng hình ảnh một cách dễ dàng hãy đừng ngần ngại tham gia các kênh mạng. Với nội dung thật ý nghĩa và hay ho, danh tiếng sẽ giúp cho bạn tăng thêm thu nhập trong năm 2022. Hai các tin cực kỳ tuyệt vời đó là giải thần và địa giải. Hai sau này sẽ giúp cho người tổ thân giải quyết dễ dàng hầu hết mọi vấn đề trong cuộc sống, tài chính, mối quan hệ, sức khỏe, Bất cứ khi nào bạn thật sự muốn giải quyết một vấn đề, năng lượng của hai sao này thật sự sẽ giúp cho bạn tìm ra phương án một cách tốt nhất. Hai sao này cũng giảm bớt các tác động của những sao tiêu cực, nên bạn cứ mạnh dạn thực hiện các kế hoạch của mình. Địa giải tinh còn giúp cho người tuổi thân có những sự may mắn về bất động sản, thuận lợi trong việc mua giới hoặc đầu tư lâu dài. Quan trọng nhất tu di tích lũy tài sản sẽ giúp cho bạn hạn chế việc thất thoát tài chính trong năm nhâm dân 2022. Học đường tin, hỗ trợ cho việc học hành, nạp thêm kiến thức, cải thiện hoặc học thêm các kỹ năng cần thiết, hỗ trợ cho việc phát triển bản thân. Học đường còn giúp khai thác các tiềm tài năng tiềm ẩn của con giáp này nếu như bạn chăm học hỏi và muốn bản thân mình có thêm kiến thức từ quán tin sẽ giúp cho con giáp này có những sự khai sáng khai mở về kiến thức hoặc nhận thức từ những điều mà các bạn đang nghiên cứu tìm tòi sẽ mang lại những giá trị tích cực trong đời sống và sự nghiệp của mình sao nguyệt không mang lại năng lượng vừa có lợi và cũng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến con giáp này nếu như bạn sử dụng không đúng cách nói về tích cực sao nguyệt không có thể giảm nhẹ những tác động tiêu cực trong cuộc sống. Sau này còn có thể giúp cho bạn đạt được những thành tựu khi bạn đặt ít kỳ vọng nhất và chỉ thực hiện mục tiêu bằng hết khả năng của mình. Mặt tiêu cực, nguyệt không dễ làm cho chúng ta có những mục tiêu thiếu thực tế, nằm ngoài tầm với và nếu một vài việc gì đó mà bạn đắt quá nhiều kỳ vọng thường dễ có những trục trặc hoặc khó đạt được ở phút 90. Để sử dụng sau này, hãy dẹp hết những sự sĩ diện, cái tôi hoặc đừng quan tâm tới những người khác nghĩ gì về mình, nhìn mình như thế nào. Bạn chỉ cần đạt hết tâm trí và nỗ lực của mình vào điều mà mình muốn thực hiện. Sao nguyệt không sẽ đem tới cho bạn những kết quả vượt ngoài mong đợi. Sao Tuế Phá Tinh Năng lượng của sao này đem tới những sự thay đổi bất ngờ, những sự việc mà chúng ta không hề mong đợi xảy ra. Hãy cố gắng vững tin, vì đằng sau những vấn đề, những sự thay đổi luôn là những cơ hội, những khởi đầu mới. Có thể là có những xung đột xảy ra với những người xung quanh hay xung đột ngay chính nội tâm của mình. Cho dù đó là xung đột gì, hãy can đảm ra quyết định và chịu trách nhiệm cho những quyết định của mình. Vì chẳng có quyết định đúng hay sai, người thành công sẽ biết cách biến quyết định của mình thành quyết định đúng. Bạn hãy luôn sẵn sàng cho những sự thay đổi thú vị xảy ra trong năm 2022. Đại hào tinh cẩn thận với những chi tiêu lớn. Đại hào không khuyến khích đầu tư mạo hiểm đầu tư không có nghiên cứu và thiếu thông tin sẽ làm cho các bạn gặp vấn đề lớn về tài chính. Thay vào đó, hãy đầu tư vào những nơi ổn định, lâu dài, tích trữ tài sản và tìm cách gia tăng thu nhập của mình. Bạn cũng phải cẩn thận với chi tiêu mua sắm của mình, hãy lập kế hoạch tài chính cho mình thật thẳng thận để tránh những thất thoát không cần thiết. Làng can tinh đem tới những rào cản trên con đường thực hiện mục tiêu của mình hãy luôn chuẩn bị kế hoạch và có những sự dự phòng lương trước những vấn đề xảy ra để không quá mất thời gian vào việc giải quyết vấn đề. Dưới tác động của dương nhẫn tình, đặc biệt cẩn trọng với những chấn thương té ngã, tai nạn, tuyệt đối không nên tham gia những trò chơi hoặc những chuyến đi mạo hiểm. Phù trầm tinh dễ tạo ra những vấn đề liên quan tới sông nước, Phù trầm còn tác động tiêu cực tới cảm xúc của chúng ta, làm cho chúng ta dễ căng thẳng và chìm đóng trong các năng lượng tiêu cực. Năm 2022 này, người tuổi thân đừng mong đợi những tiêu cực và vấn đề không xảy ra. Hãy ghen luyện bản thân cho dù có bất cứ điều gì xảy ra, chúng ta đều có thể vững vàng vượt qua. Cho dù chúng ta có hy vọng, mong đợi hay sợ hãi vấn đề, cho dù có là năm tam tai, năm tuổi, năm thái sùng thái tuế hay năm có sao tiêu cực nào thì vấn đề luôn tồn tại và chắc chắn phải xảy ra. Mỗi lần chúng ta vượt qua một vấn đề là chúng ta sẽ trưởng thành mạnh mẽ hơn rất nhiều. Năm 2022 này với người tuổi thân sẽ là một năm như vậy. Bạn muốn trưởng thành hơn hay bạn muốn nhìn lại một năm bạn vẫn như những năm trước? hoàn toàn là do sự lựa chọn của các bạn với những năng lượng tích cực mà người tuổi thân có được hãy vượt qua và chiến thắng chính mình tuổi giàu tài chính tài chính của người tuổi giàu khá tốt đặc biệt ai đang làm sale bất động sản hoặc luật có nhiều cơ hội kiếm tiền từ việc mở rộng các mối quan hệ sự nghiệp nhiều sự thay đổi có cơ hội để đổi việc nếu muốn mối quan hệ đừng tránh né vấn đề dành thời gian để nói chuyện chia sẻ với nhau để giải quyết những khúc mắc sức khỏe cẩn thận bệnh từ virus bệnh bất ngờ năm nhâm dân 2022 đối với người tuổi giàu tuổi giàu nằm trong top 3 những con giáp sình sò nhất năm 2022 tuy là có 3 sao tích cực và 4 sao tiêu cực nhưng năng lượng và cơ hội của người tuổi dậu trong năm nhâm dân là rất lớn. Long Đức Tinh là một sao thật sự tuyệt vời, sau này vừa có thể giảm nhẹ tác động của các sao tiêu cực, vừa có khả năng chuyển bại thành thắng. Long Đức sẽ giúp cho con giáp người tuổi dậu có thể chuyển hóa, thay đổi và đối mặt với tất cả những sự bất ngờ trong năm. Rất nhiều cơ hội sẽ đến, Quan trọng nhất là hãy quản lý tốt thời gian của mình và giữ vững khát khao để đưa bản thân và sự nghiệp vươn xa hơn trong năm 2022. Sao tử vi, một trong những sao hỗ trợ cho sự thăng tiến trong sự nghiệp. Cho dù bạn đang làm trong một tổ chức nào đó hay bạn đang sở hữu doanh nghiệp riêng thì sau này thể hiện khả năng và cơ hội để lan rộng và sức phát triển mạnh mẽ tử vi hỗ trợ cho quyền lực tiếng nói tăng khả năng ảnh hưởng và dễ lấy được niềm tin ở người khác quan trọng là bạn phải sẵn sàng bận rộn sẵn sàng chịu trách nhiệm cho những quyết định của mình và thậm chí phải đủ bản lĩnh để có thể hỗ trợ cho những người đồng hành với mình phát triển hãy nhớ nếu muốn ngồi ở vị trí không ai có thể ngồi được bạn phải làm những việc mà người khác không làm được phá vỡ một cột mốc sẽ vất vả nhưng những gì chờ đợi đằng sau đó, từ tài chính đến sự nghiệp, thật sự đáng rất để cố gắng để nhé. Sao thiên trục thể hiện khả năng hưởng thụ thức ăn ngon, quần áo đẹp, những khoảng thời gian thư giãn sẽ xen kẽ trong những ngày bận rộn của người tuổi dậu. Khi tinh thần thoải mái, thư giãn, tuổi dậu sẽ có nhiều ý tưởng mới và tái tạo năng lượng để làm việc hiệu quả hơn bạo bài tin nghe có vẻ rất nguy hiểm nhưng do có lòng đức tin đã giúp bạn hạn chế sức ảnh hưởng tiêu cực của sau này tuy nhiên chúng ta cũng cần phải cẩn thận với những nguy cơ hãy thật thận trọng trong từng bước đi của mình hãy nghĩ đến những việc vững chắc an toàn bạo bài sẽ làm cho những ai có tư duy muốn làm giàu nhanh chóng hoặc tư duy mai rủi dễ đối mặt với những thất bại bất ngờ hãy nhớ bạo phát bạo tàn hãy xây dựng đế chế kiên nhẫn và thật thận trọng đấy nhé thiên ác tinh dễ làm cho bạn có những chấn thương nhỏ tuy nhiên vì sau này có sao tử vi nên có thể vấn đề này sẽ được hóa giải nhưng bạn vẫn cần phải thận trọng trong các việc pha quẹt chày xước nho nhỏ phá tối thể hiện sự hư hao bạn sẽ thấy những đồ vật xung quanh mình bị hư rách thậm chí là mất cẩn thận những đồ bể hư hao mất mát đối với các đồ vật có giá trị phá tối còn thể hiện những ý kiến trái chiều liên quan tới những quyết định của mình có những bất đồng trong giao tiếp nếu bạn cảm thấy mối quan hệ đó quan trọng bạn có thể giải thích để tránh hiểu lầm nếu đó là những mối quan hệ không quan trọng chỉ cần giữ vững lập trường và chứng minh mọi thứ bằng hành động của bạn và sau tiêu cực cuối cùng đó là đích sát sau này cộng với phá tối thể hiện sự mất mát đồ đạc có thể gặp trộm cướp mất đồ bên cạnh đó bạn cũng có thể bắt gặp hay dính vào những chuyện bạo lực cẩn thận vào vẹt xe và tránh cãi nhau để mọi chuyện đừng đi quá xa khỏi sự kiểm soát tóm lại trong năm 2022, người tuổi dậu sẽ có nhiều may mắn và cơ hội về tài chính và sự nghiệp hãy luôn tin tưởng và sẵn sàng để đón nhận những cơ hội mới đến với mình bên cạnh đó cũng có thể có những trách nhiệm quan trọng đối với người khác và khi bạn cần luôn sẽ có những sự hỗ trợ từ những người xung quanh hãy dành thời gian để lập ra một bản kế hoạch chi tiết những mục tiêu mong muốn mà bạn muốn đạt được và những hành động bạn cần phải làm gì và nhớ bắt tay thực hiện ngay kế hoạch của mình để tận dụng tốt nhất năng lượng trong năm 2022, càng sớm càng tốt. Tuổi tuốt Tài chính Sáng tạo là chìa khóa giúp gia tăng tài chính, bên cạnh đó cần phải thận trọng trong việc chi tiêu của mình. Sự nghiệp Như sự giúp đỡ, có những chuyển, chuyển biến tích cực trong sự nghiệp. Mối quan hệ khi tranh cãi, tránh cố ý nói những lời khiến đối phương phải hối hận và tổn thương vì cuối cùng người tổn thương sẽ là bạn. Năng lượng năm 2022 đối với người tuổi Tuất sẽ bao gồm một các tinh và bốn hung tinh. Với việc hiểu được năng lượng ra quyết định đúng, cộng thêm nỗ lực không ngừng nghỉ, người tuổi tuất vẫn có thể đạt được những sự tiến bộ và thành công trong năm 2022. Hoa cải tinh mang năng lượng khá thú vị trong năm 2022. Hoa cải giúp cho chúng ta có những khám phá và hiểu được bản thân ở chiều sâu sắc hơn. Các tinh này giúp cho con giáp này khai thác được sức mạnh, khả năng tiềm ẩn và đánh thức các giác quan của chúng ta sẽ không có gì lạ khi người tuổi tuất cảm thấy muốn tìm hiểu thế giới, học hỏi nhiều điều, sáng tạo hơn và có trực giác nhạy bén hơn. Hoa cái có thể đem đến những sự thăng tiến trong công việc khi bạn gia tăng kiến thức hoặc những kỹ năng của bản thân. Đây là một sao cực kỳ phù hợp để chúng ta trưởng thành và tiến bộ hơn. Sao hoa cái cũng mang một năng lượng thu hút đặc biệt, mọi người dễ có tình cảm với bạn những lời bạn có thể nói có sức thuyết phục thêm trực giác nhạy bén bạn dễ dàng hiểu được người đối diện mình đang cần gì vì những đặc điểm này cũng tốt đối với các bạn làm ở các khía cạnh sale hãy tận dụng năng lượng này để gia tăng thu nhập và phát triển sự nghiệp của mình bên cạnh những cơ hội trên người tuổi tuất cực kỳ nên thận trọng với sự an toàn của bản thân do sức ảnh hưởng của bạch hổ bạch hổ thể hiện cho tai nạn bạo lực ganh tị và đổ máu cẩn thận khi tham gia giao thông tập luyện thể thao cũng phải cẩn thận những tranh đấu căng thẳng trong mối quan hệ và thậm chí né tránh hết mức có thể những tranh chấp đánh nhau nếu có thể có thể chủ động đi hiến máu lấy máu khái quát để học thức quá việc đổ máu về tài chính sao đại sát báo hiệu khả năng mất một khoản tài chính lớn hoặc một sự kiện ảnh hưởng tới hình ảnh của bản thân có thể do bị nói xấu hoặc thị phi điều này sẽ làm cho bạn cảm thấy mất kiên nhẫn dễ có những quyết định nóng vội hoặc dính vào những cuộc chiến không cần thiết Sao phim cũng là một sao ảnh hưởng đến danh tiếng của bạn. Hãy đấu tranh cho bản thân, nhưng bằng cách chứng minh con đường và quyết định của mình là đúng. Đừng cãi nhau hoặc ganh đua với người có ý định xấu hơn bạn. Điều này sẽ làm mất thời gian và giá trị của bản thân mình. Sự kết hợp của đại sát và phim cũng tạo sự ảnh hưởng tiêu cực đối với sức khỏe, cẩn thận virus và các bệnh liên quan tới đường hô hấp. Sao thiên hùng mang tới những tranh cãi với người thân của mình. Thay vì giảm nhiệt mọi chuyện, bạn có xu hướng nói những lời cay độc hoặc cố ý làm cho người khác tổn thương bằng ngôn từ. Việc này dễ làm cho bạn có những sự xa cách trong mối quan hệ, thậm chí là những đổ vỡ không gắn có. Chìa khóa dành cho người tuổi Tuất trong năm 2022 đó chính là hướng vào trong chúng ta cần nhận ra điểm hạn chế của bản thân để có thể cải thiện những điều đó chúng ta cần có những khao khát tham vọng thay đổi bản thân mình vì điều đó sẽ làm cho bạn trưởng thành hơn rất nhiều học tập học hỏi và trải nghiệm là những điều mà người tuổi tuất nên chú ý bạn vẫn sẽ có khả năng gia tăng tài chính và phát triển nếu bạn phát hiện ra để thực hiện những điều này bản thân chính là điều đầu tiên cần phải phát triển mong muốn thay đổi những thứ bên ngoài sẽ không làm bạn thành công hơn hãy suy nghĩ thật đúng đắn giữ cho bản thân mình bình tĩnh và mọi việc sẽ diễn ra một cách nhẹ nhàng và đúng đắn nhất hãy thay thế câu tôi không thể bằng tôi có thể và bạn sẽ thấy được điều tuyệt vời xảy ra tuổi hợi tài chính tránh đầu tư mạo hiểm cần học và tăng kiến thức về tài chính dễ cảm thấy bị bế tắc trong việc tính toán tài chính sự nghiệp cần chú ý tới việc kết nối với các mối quan hệ xung quanh học hỏi từ những người xung quanh sẽ tìm được quý nhân giúp sức mối quan hệ nhiều cơ hội nếu đang cô đơn nếu đã có gia đình dễ có nhiều tranh cãi do không thấu hiểu và cảm thông cho nhau. Sức khỏe cần chú ý vào ăn uống và thể thao, dễ dính vào những thói quen xấu. Năm 2022 đối với người tuổi hợi là con giáp được đánh giá thuộc tớp sừng sò trong năm 2022 với năm các tinh và ba hung tinh. Hãy tận dụng tối đa các cơ hội và khả năng của mình để biến năm nhâm dần 2022 thành năm thành công và đáng nhớ. Khởi đầu các sao các tinh đó là sao phúc tinh. Ngôi sao đem lại năng lượng may mắn đúng nghĩa cho người tuổi hợi. Sao này giúp mọi việc hanh thông thuận lợi hơn bên cạnh đó năng lượng của phúc tinh chủng giúp cho chúng ta dễ dàng gỡ những nút thắt khó khăn trong mọi việc trong công việc sau này dự báo những sự nỗ lực được công nhận thậm chí có khả năng được thăng chức về tài chính sau này có thể đem lại những cơ hội gia tăng thêm thu nhập và có khả năng giải quyết những khó khăn về tiền bạc chỉ khi có một vấn đề với phúc tinh đó là chúng ta rất dễ bị lười và rất dễ tăng cân nếu không kỷ luật với bản thân. Một sao cũng có thể thể hiện sự hạnh phúc, năng lượng của sự hài lòng đó là phúc đức. Với sau này chỉ cần bạn mong muốn tìm hiểu hay cần thực hiện điều gì, cả vũ trụ sẽ hỗ trợ bạn. Đây là một các tin hỗ trợ cho việc mở rộng, di chuyển, tận hưởng đi xa, chữa lành những vết thương. Hãy tạo cho mình một môi trường mà bạn cảm thấy thoải mái nhất, đồng hành với những người mà bạn yêu thích và loại bỏ những tiêu cực ra khỏi cuộc đời của mình. Sau này hỗ trợ thắt chặt các mối quan hệ và tạo ra những sự gắn kết trong mối quan hệ mà bạn cho là quan trọng. Khi có vấn đề xảy ra, hãy kiên nhẫn cùng nhau giải quyết vấn đề để mối quan hệ trở nên ý nghĩa hơn. Thiền đức tinh hỗ trợ giảm nhẹ các năng lượng tiêu cực giúp cho chúng ta dễ dàng tìm ra phương hướng giải quyết những vấn đề và phá vỡ những rào cản đạt được mục tiêu của chúng ta. Kiển lọc tinh là một sao đem tới những may mắn về tài chính. Hãy bắt đầu nghiên cứu về tài chính và đầu tư hoặc tìm thêm những nguồn thu nhập mới. Sau này giúp cho chúng ta giải quyết các vấn đề, cũng hỗ trợ cho những hoạt động tài chính như đầu tư, tích lũy tuy nhiên bạn hãy nhớ có sau này không có nghĩa mọi việc đầu tư của chúng ta đều thành công để thành công thật sự ổn định đừng quên trang bị kiến thức đầu tư mà thiếu hiểu biết sẽ không khác gì đánh bạc bạn có thể thắng lúc này nhưng không có nghĩa bạn sẽ duy trì được sự thịnh vượng đó tuệ học tinh giúp cho chúng ta có sự cơ hội gặp gỡ và kết bạn với những người tài giỏi thậm chí có quyền lực hoặc nổi tiếng. Nếu có cơ hội hợp tác, đây sẽ là một cột mốc cực kỳ quan trọng trên con đường phát triển sự nghiệp của người tuổi hợi. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng chỉ có sự chân thành mới thật sự duy trì được một mối quan hệ bền vững. Đừng đem tư duy lợi dụng và chỉ nghĩ cho bản thân mình khi hợp tác với người khác. Khi bạn có tư duy này thì sao tuổi hợp chắc chắn sẽ đem đến cho các bạn những vấn đề nghiêm trọng đấy. Hãy luôn chân thành và biết ơn với những sự hỗ trợ để có thể duy trì mối quan hệ lợi ích lâu dài. Khi nhắc đến vấn đề hợp tác, tư duy sai lệch và sự bất cẩn có thể đem đến cho bạn rắc rối liên quan đến kiện tụng hoặc những vấn đề liên quan tới hồ sơ giấy tờ. Cần phải cẩn trọng những bất lợi trong việc ký kết hợp đồng do ảnh hưởng của sao quyết thiệt, cẩn thận những tranh cãi thị phi hoặc vấn đề pháp lý. Bên cạnh đó, hãy luôn ý thức điểm dừng hợp lý cho mọi việc, hãy biết đâu là đủ, không nên quá tham vọng vì có thể dẫn tới những sự mất mát đáng tiếc. Sự ảnh hưởng của sao kiếp xác có thể làm cho bạn dễ đưa ra quyết định sai lầm và tạo ra sự mất mát về tài chính. Bên cạnh đó hãy cẩn thận tư trang đồ vật bạn dễ bị mất hoặc thất lạc các đồ vật quý giá trong năm 2022. Và dưới tác động của sau này, hãy cẩn thận với sự chấn thương, tuyệt đối không tham gia những trò chơi mang tính mạo hiểm, cẩn trọng trong thể thao hoặc không dính vào tranh chấp, đánh nhau để tránh chảy máu và tổn thương cơ thể. Sao giao sát sẽ kích hoạt những vấn đề trong tình yêu hôn nhân thử thách tình cảm giữa hai người lời khuyên tốt nhất cho người tuổi hợi khi gặp vấn đề trong tình cảm là hãy kiên nhẫn và đừng đổ lỗi cũng đừng có suy nghĩ tiêu cực khi một vấn đề xảy ra vấn đề trong mối quan hệ đôi khi bắt buộc và cần phải xảy ra để chúng ta có thể hiểu nhau hơn với năng lượng của sao phúc đức các bạn hoàn toàn có thể làm mối quan hệ trở nên gắn kết hơn Tất cả nằm trong sự lựa chọn của bạn. Năm 2022, người tuổi hợi không có nghĩa là sẽ thành công nhất khi bạn là con giáp xịn sò nhất và chắc chắn giàu có. Bạn cần có những hành động đúng, năng lượng phù hợp để có thể tận dụng sự hỗ trợ tốt của những các tinh trong năm nhâm dân 2022. Hành động cẩn trọng không tham lam, không ích kỷ sẽ luôn là lời nhắc nhở đối với người tuổi hại. Sự thành công phải nhìn trên đường dài, do đó trước khi đưa ra quyết định nào hãy tìm hiểu thông tin, trang bị kiến thức cho bản thân và sẵn sàng học hỏi những người xung quanh. Vì kiến thức và trải nghiệm chính là một tài sản ở với bạn lâu dài nhất. Đừng bị cuốn theo khát vọng thành công mà hãy chủ động cuộc sống và làm chủ sự thành công.